nữ tư vấn bất động sản tiết lộ sốc, cạm bẫy bùa vây, khách gạ đổi tình lấy căn hộ. Tư vấn bất động sản đối với nữ giới gặp không ít phiền toái khi bị khách gạ tình để chốt đơn. Khách hàng thay vì quan tâm tới dự án thì thường hỏi về cuộc sống riêng tư của các nữ tư vấn viên. Có ngoại hình, kỹ năng giao tiếp tốt nên chị H, K, T ở Thái Bình có rất nhiều mối quan hệ trong nghề bất động sản. Nhiều năm trong nghề, T đã tiếp xúc với không ít khách, có người khó tính, người dễ tính, có khách thì lại đồng bóng hoặc vô cùng khó đoán biết. Song nữ tư vấn viên sinh năm 1993 cũng gặp nhiều vị khách có ý đồ xấu. Theo chị P, cạm bẫy luôn bủa vây những nữ môi giới như cô. Vấn đề gạ tình hoặc đề nghị trao đổi tình lấy việc chốt mua căn hộ, dự án không hiếm. Chị P thường xuyên gặp các vấn đề như vậy. Có vài khách đầu tư khá nhiều tiền vào dự án, nhưng khách cư xử không tử tế. Họ hẹn xem dự án nhưng lại chủ động nắm tay nắm chân khi làm việc. Chị P cho hay, dù rất khó chịu, nhưng chị P kể vẫn phải bình tĩnh và nói với khách. Có vẻ như anh đang suy nghĩ nên chốt đất trước hay chốt em trước, nhưng cái gì dễ thì làm anh nhé. Sau đó nhanh chóng rút tay lại. Chủ động xử lý như vậy vì theo chị P sẽ làm khách xấu hổ nhưng cũng không quá mất lòng. Cô vẫn có thể tiếp tục xử lý công việc với vị khách đó. Không ít khách chủ động hẹn những nhân viên tư vấn làm việc vào 22 giờ đêm. Xong, chị P vẫn khéo léo từ chối như mọi lần. Chị P cũng cho biết, đặc điểm nhận dạng đối tượng khách hàng có xu hướng gạ tình là thường xuyên hỏi han về cuộc sống riêng tư của nữ tư vấn. Ngoài ra, các vị khách này cũng ít nói chuyện về công việc và thường có cử chỉ thân mật khi làm việc trực tiếp. Nếu tư vấn nữ không tỉnh táo, rất dễ rơi vào bẫy tình của các vị khách này. Bởi đa phần khách mua bất động sản đều là người có điều kiện về kinh tế, có sự từng trải và tinh tế trong cách ứng xử. Các cô gái trẻ mới vào nghề rất dễ sa ngã và nghe những lời ngon ngọt của các vị khách đặc biệt, thậm chí đã có gia đình. Chị P chia sẻ, không chỉ gặp rắc rối với những vị khách quan tâm tới tư vấn hơn dự án, chị P còn không ít lần bị khách quen bùng tiền cọc bởi vì quá tin tưởng các mối làm ăn cũ nên đã tạm ứng trước 60 triệu đồng tiền cọc cho khách. Thế nhưng, khách bỗng dưng báo hủy không lý do, dù đã liên lạc và đề nghị khách trả tiền nhiều lần không được. Chị P phải mất trắng số tiền cọc với công ty, không chỉ bị khách hàng quấy rối, chơi xấu, chị P còn bị chính đồng nghiệp hất tay trên các hợp đồng mà rất vất vả mới có được. Chị P kể, có lần khi chị chuẩn bị bán được 3 căn chung cư thì bỗng chị bị liên lạc với khách, tìm mọi cách liên hệ đều không được. Tìm hiểu qua nhiều kênh, chị P mới biết đã bị đồng nghiệp cũng cắt máu để giành khách. Họ chấp nhận hy sinh tiền lãi để đạt đủ doanh số lấy tiền thưởng. Đây là bài học mà chị không bao giờ quên. Nhiều lúc tôi muốn khóc vì những áp lực từ công việc. Nhưng với một cô gái trẻ từ tỉnh lẻ ra Hà Nội không có gì trong tay, nếu không có ý chí vươn lên thì vũ khí duy nhất chính là niềm tin, ý chí và sự đam mê với nghề. Chị P cho hay,